Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ơn Đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương lương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ơn Đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người thừa hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ơn đức Tăng bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho quý Phật tử thân tâm được an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu thời giảng pháp, sư mời một bạn hỏi, để nắm tình hình công ty, để sư hỏi một vài câu hỏi. Bạn hỏi đơn giản thôi, sư hỏi đơn giản. Đầu tiên xin hỏi là ở công ty mình hiện tại là có bao nhiêu bạn công nhân? Hiện tại là 3.500. 3.500 công nhân. Như vậy là các bạn công nhân là làm việc 2 ca hay là 3 ca? Hiện tại chỉ có 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca là 8 tiếng hay là bao nhiêu? Dạ rồi. Còn hiện tại bây giờ là các bạn vẫn đang ở trong ca làm. Rồi, dạ sư cảm ơn. Dạ sư cảm ơn. Dạ. Thì xin thưa với quý vị, sư biết là đời sống công nhân thì chúng ta mà thật sự mà nói thì không phải là đời sống công nhân, mà tất cả các đời sống ở thế gian này thì sống một cuộc đời nào cũng có áp lực cả, trừ khi mình cạo đầu vô chùa thôi. Mà sư hỏi cái này là hỏi tập thể tất cả chúng ta, tất cả chúng ta trong một tháng vừa qua có ai mất ngủ không? Giơ tay lên. Chuyện bình thường. Sư cũng vừa mới mất ngủ thôi. Sư người giơ tay đầu tiên. Thời gian vừa qua có ai mất ngủ không? Cứ mạnh dạn giơ tay, đâu sao đâu. Sư là người mất ngủ đầu tiên, sư giơ tay nè. Đó. Rồi, sư cảm ơn. Quý vị biết là ở đời á, chúng ta nợ rất nhiều thứ. Chúng ta có thể là nợ tiền, thì nợ tiền chúng ta đương nhiên cố gắng phải trả, không trả nó quánh chết. Nợ tình yêu, nợ tình yêu thì đôi khi là mình cũng cố mình trả. Nói chung là mình nợ cái gì mình cũng ráng mình trả. Nhưng mà có mỗi cái chuyện nợ giấc ngủ thì hiếm khi nào mình trả. Tại vì công việc nó cứ xô đuổi. Rồi hơn nữa, không phải là mình không muốn ngủ, đôi khi mình rất là muốn ngủ mà mình ngủ không được. Rồi công việc, đời sống để chúng ta nuôi gia đình thì quá nhiều thứ để chúng ta phải lo toan. Sư không biết là ở đây thì quý vị có cảm giác như thế nào, nhưng mà những bạn công nhân và
nhân viên văn phòng và hầu như tất cả các ngành nghề ở thành phố ở Sài Gòn thì họ khá là vất vả và khá là căng thẳng. Nhưng mà cái vấn đề là trong năm vừa qua, bây giờ là chúng ta đã cuối năm 2023 rồi. Trong năm vừa qua thì nhiều bạn ở Sài Gòn được khỏe hơn, có nhiều thời gian rảnh hơn, bớt vất vả hơn nhưng mà lại khổ hơn. Tại vì không có việc làm. Hồi xưa có việc làm đi sớm về khuya mình khổ kiểu khác. Còn bây giờ không có việc làm, rảnh ở nhà, không có chuyện gì làm, nó khổ kiểu khác. Nhưng mà đời sống thì áp lực. Cho nên khi sư tổ chức các khóa tu và quá trình sư giảng dạy thì sư nhận ra một điều. Rất nhiều những người ở tại gia, tức là những người ở nhà không có cạo tóc, gặp rất nhiều vấn đề về tinh thần. Chúng ta chịu nhiều áp lực, chúng ta phải gồng gánh trên vai, nào là những trách nhiệm, những lo toan, những muộn phiền. Chúng ta dần hâm mộ những đứa nhỏ, bởi vì chỉ khi nào chúng ta đi làm rồi thì chúng ta mới thấm được câu là cơm đời khổ lắm mẹ ơi, không như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn. Nhưng mà khổ thì khổ mà mình vẫn phải làm thôi, chứ bây giờ không làm thì đói làm sao. Cho nên á, sư mong mỏi và hy vọng là sư đến đây có thể đem đến cho quý vị một cái phương pháp, một cái giải pháp giúp cho chúng ta bớt đi những lo toan, những gánh nặng ở trong cuộc sống. Thứ nhất là quý vị để ý coi, là có vẻ như chúng ta giống như những cái thùng rác vậy. Có những nỗi buồn, có những cái vấn đề trục trặc, mình không vui, mình buồn, rồi mình giữ ở trong lòng. Rồi dần dần hết chuyện nọ tới chuyện kia, nó dần đổ rác vào và nó nén xuống. Dần chúng ta giống như một cái thùng rác vậy, và một cái lò xo nó càng ngày nó càng nén. Thật sự mà nói, chúng ta cứ nén mà chúng ta cũng không biết là chừng nào nó bung. Rồi cho đến khi mà nó bung ra thì chúng ta chịu không nổi nữa, và mọi thứ giống như là nó vỡ òa. Thì cái giải pháp á, cái giải pháp cho vấn đề đó là chúng ta hiểu tại sao như vậy. Đó là bởi vì chúng ta chỉ có nắm chứ chúng ta không có buông. Nó giống như một cái người mà ăn hoài mà không có đi được, thành ra nó bị táo bón. Mình cũng vậy. Hoặc là như cái thùng rác, mình cứ nén hoài mà mình không có đổ được, thành ra là nó bốc mùi và nó trở nên khô cứng, và chúng ta trở nên rất là muộn phiền. Như vậy chúng ta làm gì? Quý vị hãy thực hành theo cái sự hướng dẫn của sư thì chúng ta sẽ dễ chịu hơn. Đó là những khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta mất ngủ, chúng ta nhức đầu, chúng ta cảm thấy mọi thứ nó giống như là nó đang bóp nghẹt mình lại vậy, chúng ta chịu không nổi, thì hãy ngồi lại. Hãy ngồi lại. Thở vào, thở ra, niệm buông, buông, buông. Chúng ta chỉ niệm buông đó. Mỗi lần chúng ta thở ra đó là mỗi lần chúng ta niệm buông. Khi mà tập ngồi lại đó,
chúng ta tập trung ở phía trước mặt của mình. Mình không cần làm gì hết, chỉ có thở vào thở ra. Hoặc là khi chúng ta nằm xuống, nghĩa là cứ lựa một tư thế nào đó mà chúng ta cảm thấy thoải mái. Có thể là một cái ghế dựa, có thể là một cái nệm, hoặc có thể là một cái giường. Bất kỳ chỗ nào chúng ta cảm thấy thoải mái, cứ ngồi xuống hoặc nằm xuống, quan sát ở phía trước mặt, thở vào, thở ra. Mỗi lần thở ra đó, niệm buông, 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 buông. Buông hết tất cả mọi thứ, tất cả những suy nghĩ, tất cả những lo lắng, tất cả những muộn phiền. Buông, buông, buông. Vào thời điểm này, chúng ta không nghĩ về công việc nữa. Vào thời điểm này, chúng ta không nghĩ về gia đình. Vào thời điểm này, chúng ta không nghĩ gì cả. Chúng ta chỉ lo cho mình thôi. Nó giống như chúng ta làm bình thường, chúng ta đi làm tất cả các công việc, nhưng mà khi khát nước thì phải tự mình rót nước uống thôi. Cũng vậy, khi cảm thấy mệt mỏi thì hãy tưới tẩm cho tinh thần của mình, hãy buông bỏ những cái lo lắng, những ưu tư, những muộn phiền mà chúng ta đang chất chứa. Chỉ cần niệm buông, hai tay của chúng ta mở ra và để ý, chúng ta để ý từ trên xuống dưới cơ mặt. Nhiều khi chúng ta nhăn quá, nhăn nhiều quá nó nhăn, thả lỏng cơ mặt ra. Rồi để ý cái vai, thả lỏng vai ra. Để ý lưng, thả lỏng lưng ra. Nhiều vị á, mình cứ nghĩ là mình mệt quá thì mình ngồi xuống, hoặc thậm chí là mình nằm xuống, thì như vậy á, là nó đã thoải mái rồi. Nhưng chúng ta không biết là cơ thể của chúng ta, chúng ta căng cứng, nhiều khi chúng ta không biết. Không tin á, bây giờ quý vị để ý cái mặt của mình đi. Rồi bây giờ thả lỏng cơ mặt ra. Thấy chưa? Khi thả lỏng cơ mặt ra thì chúng ta mới phát hiện, ồ thì ra chúng ta căng cơ mặt mà mình không biết. Thì thả lỏng cơ mặt ra. Đâu có ai chụp hình quay phim đâu mà lo. Thả lỏng cơ mặt ra. Để ý cái vai, thả lỏng vai ra. Đôi khi chúng ta căng vai chúng ta không biết. Để ý hai vai, thả lỏng vai ra. Rồi để ý cái lưng, thả lỏng lưng ra. Thấy chưa? Tới hồi chúng ta để ý, chúng ta mới phát hiện là mình đang căng. Còn bình thường mình không để ý đâu. Khi nằm xuống cũng vậy, hãy lưu ý thả lỏng. Nhiều khi ngay cả khi chúng ta nằm mà vai chúng ta căng, chúng ta không biết. Cho nên đôi khi chúng ta ngủ dậy, chúng ta rất là mệt mỏi. Thì vấn đề ở đây là gì? Là cơ thể chúng ta đang căng cứng, căng thường xuyên, mà chúng ta không để ý để thả lỏng đó. Cái việc này là việc tất cả chúng ta đều có thể làm được. Để ý từng phần trên cơ thể mình. Để tay thả lỏng chưa? Chưa thả lỏng, thả lỏng tay ra. Lưng thả lỏng chưa? Chưa thả lỏng, thả lỏng lưng ra. Chân thả lỏng chưa? Chưa thả lỏng, thả lỏng chân ra. Khi toàn thân chúng ta thả lỏng rồi, còn cái gì mà chúng ta đang căng cứng không? Đó chính là cái đầu của chúng ta. Những suy nghĩ của mình ấy, nó làm cho chúng ta căng như dây đàn vậy. Suy nghĩ nhiều quá.
thì chúng ta để ý đến đầu của mình, thả lỏng ra, để ý đến những cái giống như những cái thần kinh trong đầu mình, thả lỏng ra và niệm buông buông buông. Thì khi đó đó, cái tâm trí của mình nó sẽ thả lỏng ra và chúng ta sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Có đôi khi chúng ta nằm mà mình không có ngủ, mình chỉ lăn qua lộn lại rồi suy nghĩ lung tung cho tới khi nào mệt quá, suy nghĩ không nổi nữa thì ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng mà khi chúng ta niệm buông thì dù chỉ nằm một tí xíu thôi, mình cũng khỏe. Có những khi mệt, như sư thí dụ như có những hôm sư mệt, mà quý vị biết có nhiều khi mình mệt quá mà mình ngủ không được, nằm lăn qua lộn lại ngủ không được, thì sao? Sư cũng áp dụng bài tập đó, để ý gương mặt, thả lỏng cơ mặt ra, để ý cái vai, thả lỏng vai ra, để ý lưng, thả lỏng lưng ra đó. Rồi sau đó, đó để ý đến cái đầu của mình, thả lỏng tâm ra. Sau đó thở nhẹ, thở vào, thở ra, buông, buông, buông. Mỗi lần thở ra đó, chúng ta niệm buông. Những hình ảnh nào xuất hiện trong đầu mình, mặc kệ nó. Những âm thanh nào xuất hiện trong đầu, mặc kệ nó. Bất kỳ cái gì xuất hiện trong đầu, mặc kệ, mình chỉ buông. Với những ai mà cảm thấy cái buông nó khó khăn thì sư mượn cái câu của Hòa Thượng Bửu Chánh, quý vị biết câu gì? Mặc kệ nó, nghĩa là gì? Mặc kệ nó, hoặc là kê cha nô, tức là kệ cha nó. Có nhiều chuyện á, mình buồn, mình giận, mình ông chồng đi nhậu nhẹt, rồi bà vợ thì nói càm ràm, rồi sếp la, rồi nhà, rồi con cái nó khóc, nó rầy, nó qué, nó đủ thứ trên chuyện trên chợ chơi. Niệm hai câu này thôi. Một, mặc kệ nô, mặc kệ nó. Hai là kê cha nô, kệ cha nó, xong chuyện. Khi mà chúng ta áp dụng những câu thần chú này, chúng ta khỏe dữ lắm. Bất kỳ vấn đề gì tới với mình cứ mặc kệ nó, mặc kệ nó, mặc kệ nó. Mình ngó cái mặt thấy ghét quá, kê cha nô, kê cha nô. Ai hỏi mình nói gì, tôi đang tụng chú, đang tụng chú, kê cha nô. Là tự nhiên là chúng ta khỏe. Tại vì mình giận hờn ai đến chứ. Mà đương nhiên là có những con người không giận không được, tại mặt nó thấy ghét quá mà, nó mới chửi mình xong. Thì kê cha nô là khỏe nhất. Nó giống như ai mà người ta đem rác, người ta vứt ngay trước cửa nhà mình, thì mình bực, mình mở cửa ra mình chửi. Mà nói thiệt là mình chửi nó đã rồi thì rác có mất không? Không có, rác nó cũng nằm ở đó. Trong khi đó mình chỉ cần mình đem cái đó mình vứt đi, mình đem cái bọc rác đó mình đem mình vứt đi là xong chuyện. Mà có những người họ thà họ đứng họ chửi cả buổi chứ họ không vứt rác. Cũng vậy, ai đó đem phiền não tới cho mình, đem vấn đề tới cho mình chỉ việc cầm nó đem đổ đi, chửi người ta làm chi? Mình chửi mà phải chi mình chửi mà nó hết chuyện á thì cũng còn đỡ, nhiều khi chửi nó không hết chuyện
mà nó cứ vậy hoài thì là mắc kê luôn, là xong. Hoặc là khi chúng ta ngồi lại, hoặc chúng ta nằm xuống, hoặc là chúng ta niệm buông, 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 là tự nhiên nó buông, nó nhẹ nhàng. Lúc bây giờ á, mình không cần phải nghĩ về công việc, mình không cần phải nghĩ về gia đình. Lúc bây giờ mình đang lo mình. Khi mình ngồi lại với chính mình là mình đang sống vì mình. Bình thường chúng ta sống vì mọi người nhiều lắm, nhưng chúng ta quên là chúng ta cần sống vì mình. Chỉ có sống vì mình á, thì chúng ta mới khỏe được. Thành thử rác thì có nhiều lắm, nhiều khi chúng ta nhịn cứ nhịn hoài mà không bỏ, giống như rác á, mà mình cứ nhét vô trong thùng rác, cứ nhét hoài mà không có đổ, thì tự nhiên là nó chật chỗ và chúng ta cảm thấy khó chịu ra. Hãy học buông. Khi chúng ta thực hành á, thì chúng ta sẽ nhẹ hơn rất là nhiều. Tại sao có những người mà thiên hạ chửi mình cách đây 10 năm rồi bây giờ mình vẫn nhớ? Vẫn nhớ làm chi vậy? Chúng nó chửi mình, nó chửi xong rồi nó về, nó ngủ khỏe re. Mà mình nghe xong về mình mất ngủ. Người ta nói giận một ai đó cũng giống như uống thuốc độc mà muốn cho họ chết vậy. Nó không có tác dụng. Tự mình đầu độc mình nè. Rồi những khi mà mình giận hờn, buồn phiền, giận hờn á, chúng ta hãy để ý cái cảm giác của mình. Có lần sư giận một cái người nào đó quá, giận quá, cái sư để ý hình như cơ thể mình nó giống như là mình đã uống thuốc độc vậy đó. Nó đau ngay đây nè, tức là đau ngay trái tim nè. Thì bây giờ làm sao giờ? Thì sư chỉ quý vị một cách. Cái này là cái cách sư đã làm và có hiệu quả. Khi mình giận ai đó quá hoặc khi mình buồn quá, thì hãy để ý ngay chỗ trái tim của mình. Nó đau, nó khó chịu. Nhìn nó và để ý cái cảm giác đó. Nhìn xuống nó, ngó tới nó và niệm buông, 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 buông. Thì dần dần á, cái cảm giác của mình nó sẽ dịu lại, nó sẽ dịu lại. Từ từ á, chúng ta sẽ khỏe hơn. Tại sao mà Sư nói cái điều thực hành này với quý vị mà nó hơi sớm, là bởi vì lẽ ra thì cái bài pháp ngày hôm nay sẽ nói trong một cái buổi giảng lần thứ ba, lần thứ tư, tức là những lần sau khi mà sư đến, khi mà chúng ta có cái sự thực hành nó tương đối thuần thục rồi, thì quý vị niệm buông á, nó sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên sư suy nghĩ như thế này, cái vấn đề thì ai cũng có vấn đề, nhưng chúng ta thực hành được bao nhiêu phần trăm thì chúng ta sẽ thoải mái, sẽ hạnh phúc được bấy nhiêu phần trăm. Chúng ta thực hành được 10% thì chúng ta sẽ an lạc 10%. Chúng ta thực hành được 20% thì sẽ an lạc được 20%. Thực hành được 50% thì sẽ an lạc được 50%. Mà thực hành 100% thì sẽ an lạc 100%. Từ xưa tới giờ chúng ta giống như những cái đứa bé vậy. Tức là chúng ta nghe pháp mà chúng ta cứ nghe những câu chuyện cười, hay là nghe pháp mà chúng ta chỉ đề cập đến những cái viên kẹo,
Thì từ từ á, chúng ta là những người tiểu đường, biết không? Ăn ngọt nhiều thì tiểu đường. Thì khi mà chúng ta suy nghĩ nhiều quá mà toàn là những cái nó lớp 1, lớp 2 không, thì dần dần chúng ta sẽ trở nên là khó chịu khi mà chúng ta nghe những thứ nó hơi cao cấp. Báo trước với quý vị, phương pháp niệm buông này là một phương pháp cao cấp. Mà nếu mình thực hành được thì mình thấy ồ, mình giỏi lắm chứ không phải dở. Một cái vấn đề mà chúng ta thường băn khoăn là tại sao mà ở thế gian này có người thì giàu, người thì nghèo, người thì khỏe, người thì yếu, người thì sống lâu, người thì chết yếu, người thì cao sang, mà người thì thấp kém. Có những người họ tới và họ nói là tôi không tin cái chuyện là sống lành đâu, tôi không tin chuyện sống thiện. Tại sao vậy? Tại vì tôi thấy nhiều đứa sống ác ấy, mà sao nó giàu quá trời giàu. Mà sao mà tôi thấy cái người mà sống hiền thiện ấy, sao mà họ nghèo, họ khó. Tôi thấy những người mà sống ác ấy, thì họ đàn áp, họ lấn ác, họ gọi là họ ăn hiếp những cái người mà người hiền. Thì Đức Thế Tôn Ngài trả lời như thế nào? Để trả lời được câu hỏi này á, sư nhớ một cái bộ phim gọi là Tế Điên Hòa Thượng ở cách đây cũng hai mươi mấy năm rồi. Thì có một câu mà cho tới bây giờ sư vẫn nhớ, đó là thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà là chưa tới lúc báo. Ngày hôm nay chúng ta trồng một cái hạt giống cây cam rất là ngọt. Cái loại cam ăn ngọt liệm, ngọt như là đường phèn vậy đó. Cây cam ăn ngọt lắm. Ngày hôm nay mình mới gieo hạt giống cái cây cam ngọt. Nhưng mà trưa ngày hôm nay nè, hồi sáng mình gieo cái hạt giống cam ngọt, mà trưa ngày hôm nay nè, mình phải ăn cái quả cam nó chua lè. Tại sao vậy? Tại vì cái cây cam chua lè đó là mình đã gieo hạt giống từ trước rồi. Tức là 3 tháng trước, 6 tháng trước, 3 năm trước, 6 năm trước, mình đã gieo cái hạt giống cam chua, nó chua lè. Cho nên là bây giờ ngày hôm nay chúng ta gieo cái hạt giống cam ngọt, mà trưa ngày hôm nay chúng ta phải ăn trái cam chua. Mà chẳng những trưa ngày hôm nay chúng ta ăn trái cam chua, mà ngày mai, ngày mốt, tuần này, tuần sau, tháng này, tháng sau, mình vẫn phải tiếp tục ăn trái cam chua. Là bởi vì bởi vì cái hạt giống cam ngọt á, nó chưa có lớn, nó chưa cho trái, cho nên là mình phải ăn cam chua đó. Nhưng khi cái hạt giống cam ngọt á, nó lớn, nó cho trái, thì mình ăn trái ngọt. Đơn giản vậy. Rồi ngày hôm nay có những người, ngày hôm nay nè, tôi trồng hạt giống cây cam chua, mà trưa ngày hôm nay tôi ăn trái cam ngọt. Tại sao vậy? Tại vì cách đây mấy năm là tôi đã trồng cái hạt giống cam ngọt rồi. Cho nên ngày hôm nay tôi trồng hạt giống cây cam chua, mà trưa hôm nay tôi vẫn ăn cam ngọt. Mà không chỉ trưa ngày hôm nay tôi ăn cam ngọt, mà ngày mai, ngày mốt, tháng này, tháng sau, tôi vẫn ăn cam ngọt. Nhưng khi cái trái cam chua đó, cái hạt giống cam chua nó lớn lên, nó chín, thì tôi phải ăn cam chua. Đơn giản vậy thôi.
Cũng vậy, có những người á, chúng ta ngày hôm nay chúng ta bố thí nè, chúng ta giữ giới nè, chúng ta làm phước, chúng ta làm rất nhiều công đức, chúng ta sống hiền thiện, ai cũng không có làm mất lòng hết trơn á, mà mình cứ nghèo, cứ khổ, cứ gặp vấn đề hoài, mình thấy kỳ, không kỳ. Tại vì cái quả của đời trước mình gieo cho nên bây giờ là mình gặp. Vào thời Đức Phật á, có một anh Phật tử, tối thì anh ở với Chư Tăng để anh nghe pháp và anh hành thiền. Tới buổi sáng ngày hôm đó đó, thì anh đánh răng sáng rồi, anh đi đánh răng, anh rửa mặt. Thì anh ra ngoài, anh đánh răng rửa mặt, thì có tên ăn trộm nó chạy qua và nó quăng cái bọc vàng kế bên anh, rồi nó chạy mất. Thì người dân đuổi theo tên ăn trộm và thấy cái bọc vàng á, ngay dưới chân của anh, thì họ bắt anh này và họ đem đi họ xử tội. Và cái người gọi là quan tòa đó là xử cũng rất là lẹ và đem ảnh đi xử tử luôn. Ảnh tức là ảnh không kịp kêu oan, không ai minh oan cho ảnh hết. Khi mà Chư Tăng phát hiện thì nó muộn rồi. Chư Tăng mới đem vấn đề này lên thưa với Phật là: thưa Đức Thế Tôn, tại sao một người Phật tử hiền thiện như thế này mà lại chịu cái nạn như vậy? Thì Đức Thế Tôn nói: các ông ngó thấy người này đời này là bị như vậy là oan, nhưng nếu như các ông nhìn trong dòng sanh tử luân hồi của người này thì không oan một chút nào cả. Bởi vì ở kiếp trước cái người Phật tử này là quan canh giữ cổng thành, thì khi một cái xe thương buôn chở qua đó, thì anh này mới thấy là trên xe có cái cô vợ của anh thương buôn á, quá đẹp, và ảnh sanh lòng háo sắc. Thế là ảnh kiếm cớ và ảnh giữ cái xe thương buôn đó qua đêm. Và vào ban đêm á, ảnh mới cho cái tên lính mà thân cận á, lén giấu một cái viên ngọc quý vào trong cái đống đồ của thương buôn. Và sau đó đó, anh này ảnh mới loan tin là ảnh bị mất trộm. Và ổng ra lệnh là phải lục soát hết, coi tên trộm nó giấu ở đâu. Và đương nhiên là ổng giấu, đương nhiên ổng phải biết ở đâu. Thì ổng phát hiện, thì tên lính đương nhiên là nó phát hiện cái chỗ trong xe của anh thương buôn á, là giấu cái viên ngọc. Và thế là cái ông quan, thế là ông quan mới bắt cái anh thương buôn này bắt ra ngoài và xử tử. Thì sau khi mà bắt cái anh thương buôn xử tử thì cái ông quan lấy cái cô vợ của anh. Thì do đời trước làm ác nghiệp là vu khống người khác, rồi sau đó là xử tử, cho nên là đời này anh phải chịu cái nghiệp là bị vu khống và bị xử tử. Rồi vào thời Đức Phật á, thì có một cái có một trường hợp nữa là có một anh đau phủ. Thì khi mà cái ông đau phủ này á, già rồi, thì không có hành hình phạm nhân được. Thì nhà vua mới đi tìm cái người khác. Mà quý vị biết cái nghề đao phủ á, người dân ai cũng ngán, ai cũng sợ hết. Tại gọi là cái sát nghiệp nặng quá, thành ra ai cũng sợ. Thì có một chàng thanh niên
xung phong nhận việc. Và khi ảnh nhận việc như vậy á, ảnh mới thưa với nhà vua là sở dĩ mà tôi nhận việc làm đao phủ á, là bởi vì cái nghề này là cái nghề sanh thiên, tức là làm nghề đao phủ là đi lên cõi trời mà mấy người kia không biết, chứ tôi là tôi biết à. Tại sao? Tại vì mấy cái, tôi có trí nhớ tiền kiếp, tôi nhớ tiền kiếp, tôi nhớ kiếp xưa khi tôi làm người á, là tôi giết người như ngoé vậy đó. Mà khi mà tôi giết người như vậy á, là sau đó là tôi sanh thiên mà không ai biết hết trơn. Ảnh giống như ảnh suy nghĩ là giết bò thì làm bò, mà giết người thì được làm người. Đại loại ảnh nghĩ vậy đó. Cho nên là ảnh nhận cái nghề đao phủ. Thì nhà vua mới thấy cái sự kiện kỳ lạ, mới đi đến hỏi Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn nói rằng đúng thật là có sự kiện là trong kiếp quá khứ anh này đã giết người, và sau khi giết người đó tới hồi ảnh chết á, ảnh sanh thiên, và sau khi hết tuổi thọ cõi trời ảnh xuống dưới đây ảnh làm người, và do lời nguyện năm xưa cho nên ảnh có trí nhớ tiền kiếp. Quý vị thấy lạ ha. Đức Thế Tôn nói nhưng vấn đề là bảy kiếp về trước anh này á, ảnh đã cúng dường vị Phật độc giác. Vì anh này cúng dường vị Phật độc giác cho nên bảy kiếp liên tục về sau, dù ảnh có làm ác cỡ nào đi chăng nữa, ảnh vẫn đi lên cõi trời cõi người. Tại vì cái phước cúng dường Phật độc giác á, nó đỡ dùm cho ảnh. Bảy kiếp đó ảnh hưởng phước không, những ác nghiệp nó sẽ, cái phước nó sẽ đỡ dùm cái ác nghiệp đó. Cho nên á, là ảnh vẫn đi về cõi người cõi trời dù ảnh làm ác cỡ nào đi nữa. Nhưng kiếp này là kiếp chót, hết bảy kiếp. Sau bảy kiếp thì những ác nghiệp hồi xưa ảnh làm á, nó sẽ trổ. Và sau khi nó trổ thì anh này ảnh sẽ đi địa ngục. Mà ảnh không biết, cho nên ảnh mới nghĩ là mình làm ác thì mình được sanh thiên. Cho nên thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà là chưa tới lúc báo. Do đó ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Thế Tôn mới đưa ra cái bài kệ là khi mà cái việc thiện á, người ta không nghĩ đó là thiện, bởi vì cái thiện nó chưa có chỗ quả. Khi cái thiện á, nó chín mùi á, thì người thiện được an lạc. Cái ác á, người ta không nghĩ đó là ác, do cái ác á, nó chưa chín mùi. Còn khi cái ác nó chín mùi rồi đó, thì người làm ác họ phải chịu khổ đau. Cho nên đó là vấn đề thứ nhất. Đó là tất cả các nghiệp thiện ác đều cần thời gian để trổ quả. Cái thứ hai đó là cũng ở trong chú giải Pháp Cú có câu chuyện là một anh chàng ảnh cưới vợ về, nhưng mà khi lấy vợ thì cô vợ cổ không có sanh con, cho nên là cái anh chàng này ảnh mới lấy cái bà vợ thứ hai. Thì cô vợ thứ hai á, lấy là do cô đầu á, cổ cưới cổ đem về. Làm sao cái cô vợ á, cổ nghĩ là bây giờ ông chồng mình muốn lấy bà nữa, mà mình cái người này mình phải đi kiếm về để chi, để giống như mình dễ nắm đầu,
cái người là người của mình kiếm về cho ổng, là mình là người nắm đầu. Rồi cái cô vợ này là cổ sẽ phải nương tự mình. Cho nên khi mà cô vợ lớn cưới cô vợ nhỏ về cho chồng thì hai chị em rất là thân thiết. Cái gì thì cô vợ nhỏ cũng tâm sự, cũng kể cho cô vợ lớn nghe. Tới khi mà cô vợ nhỏ cổ có thai thì cô vợ lớn cổ suy nghĩ là bây giờ cái đứa nhỏ này nó mà đẻ ra đó là nó sẽ chiếm hết tài sản trong gia đình, rồi mình sẽ bị đuổi ra ngoài. Thì cô vợ lớn cổ mới làm cái thuốc phá thai, và cổ dụ cô vợ nhỏ uống, nói là đây là thuốc bổ thai. Thì cô vợ nhỏ cổ uống và cổ sảy thai. Thì khi cổ sảy thai á, cô vợ lớn mới tới an ủi, động viên, nói ôi không sao đâu, ai mà đôi khi mà cái chuyện sảy thai thì không có mong muốn, ai mà chẳng đôi khi mình ai mà chẳng sảy thai bao giờ, đại loại vậy. Thì cô vợ nhỏ khi cổ buồn á thì cổ nương tựa cô vợ lớn. Rồi tới hồi mà cổ mang thai lần thứ hai, cổ cũng kể với cô vợ lớn. Và lần thứ hai thì cô vợ lớn cũng như cũ cho cái thuốc dưỡng thai, và cô vợ nhỏ cổ sảy thai. Tới lần thứ ba cũng sảy thai. Thì cái lần thứ ba này á, cái cô vợ nhỏ cổ mới khóc cho khóc với mẹ ruột của mình. Thì bà mẹ mới hỏi cái lúc con có thai con có kể cho ai nghe hay không. Thì cô vợ nhỏ mới nói là con có thai thì con có kể cho chị lớn nghe. Thì bà mẹ mới nói sao mày ngu quá, mày kể cho nó nghe làm chi, mai mốt á, mày có thai mày đừng có kể cho nó nghe. Thì tới lần thứ tư á, cô vợ nhỏ có thai thì cổ im, cổ giấu, cổ không có cho cô vợ lớn nghe. Thì tới hồi mà cô vợ lớn thấy cái bụng chữa nó vượt mặt rồi thì mới phát hiện bây giờ cái thai nó đã lớn rồi. Nhưng mà thì cô vợ lớn cũng mới trách, tại sao mà em có thai em không báo cho chị biết. Thì cô vợ nhỏ nói chị là cái người ác độc, ba lần trước em sảy thai là do chị chứ không ai hết trơn, mà chị bây giờ còn nói tới. Thì cô vợ lớn cũng biết là bị phát hiện rồi. Thì cổ mới xin lỗi, cổ nói thôi cái này lỗi của chị thì thôi em tha lỗi cho chị, thôi chị đền bù cho em, thôi cái này cũng là thuốc dưỡng thai nên em ráng em uống đi. Thì cái cô vợ nhỏ đó cũng nghe bà vợ lớn xin lỗi rồi thì nghĩ là chắc này cũng hồi tâm chuyển ý thì bà uống. Mà do cái thai nó lớn quá rồi cho nên là nó không có sảy bình thường được. Mà cô vợ nhỏ cổ lăn lộn, cổ đau đớn. Mà khi cổ đau đớn như vậy, cổ tức, cổ nguyền rủa cô vợ lớn, nói bà là cái mụ ác độc. Ta thề là đời đời kiếp kiếp ta, nếu mà ta chết là đời đời kiếp kiếp ta sẽ báo thù. Thì cái thai lớn nó không có sảy bình thường được, cho nên là cô vợ nhỏ cô cũng chết theo cái thai. Rồi thì người chồng á, khi mà phát hiện thì mới đánh cô vợ lớn, và đánh thì cô vợ lớn cổ cũng chết luôn. Thì cô vợ nhỏ cổ sanh làm con mèo, cổ chết rồi cổ sanh làm con mèo. Cô vợ lớn cổ chết cổ sanh làm con gà. Thì cứ con gà nó đẻ ra cái trứng nào là con mèo ăn cái trứng đó. Tới hồi mà con gà nó đẻ hết được rồi, con gà nó, thì con mèo á, nó ăn luôn con gà. Thì trong lúc con mèo đang ăn con gà thì con gà nó tức, nó hận, nó nói ta đẻ bao nhiêu đứa con mi cũng ăn, cho tới bây giờ mi ăn luôn ta thì ta hận, ta nguyền rủa đời đời kiếp kiếp ta sẽ báo thù. Thì con gà nó chết, nó thành con báo. Mà con mèo nó chết á, thì nó thành con nai. Thì cứ con nai nó đẻ ra con nào con báo ăn con đó, cho tới cuối cùng là con báo ăn luôn con nai. Và khi con báo ăn con nai thì con nai cũng hận, nó nguyền rủa nó sẽ báo thù. Và cứ như vậy đời đời kiếp kiếp báo qua báo lại. Cho nên là
chúng ta có câu là oan oan tương báo bao giờ cho hết, là vậy đó. Cho tới cuối cùng thì xin thưa, ai đúng ai sai hình như không quan trọng nữa, đúng không? Không quan trọng nữa. Tới kiếp cuối cùng thì một bên á, là sanh ra là một cô thiếu nữ, một bên là sanh là một con dạ xoa, thì cứ cô gái đẻ đứa nào là con dạ xoa bắt ăn thịt đứa đó. Thì cô gái cũng sợ quá, tới cái đứa cuối cổ mới dắt chồng đi trốn. Thì cái con dạ xoa nó cũng đi theo, nhưng mà do con dạ xoa nó tới thời kỳ nó phải đi gánh nước cho tứ đại thiên vương ấy, cho nên là lần đó là nó đi trễ. Thì khi nó phát hiện ấy, là nó đuổi tới, thì cái cô gái là cổ đã ẵm đứa con tới gần chùa Kỳ Viên rồi, thì cổ nghĩ là bây giờ đem vô chùa cho Phật cứu thôi, mới ẵm đứa con chạy vô chùa. Thì con dạ xoa nó đuổi theo mà đuổi không kịp, cho nên là bị chặn ở ngoài cổng. Cô gái vào chùa mới xin là Phật ơi cứu con. Thì Đức Thế Tôn mới bảo ngài A Nan là đi ra dắt cái con dạ xoa đó vô. Và khi dắt vô thì Đức Thế Tôn mới kể cho con dạ xoa và cô gái nghe cái nguyên nhân tiền thân mà bị như vậy. Thì ngài mới nói là cái hận thù diệt hận thù đời đời không thể có, chỉ có không giận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Tức là bây giờ người ta làm cái gì mình cứ thù mình hận, rồi đời sau mình cứ trả thù, rồi đời sau mình yếu thế hơn thì nó trả thù mình, rồi mình thù nó, đời sau nó yếu thế thì mình trả thù nó. Cứ như vậy không bao giờ hết. Chỉ khi nào mình buông bỏ sự thù hận thì nó mới hết. Và con dạ xoa nghe như vậy thì nó từ bỏ hận thù. Và Đức Thế Tôn nói bây giờ á, nói cô gái bây giờ con hãy đưa đứa con cho con dạ xoa thì không sao đâu. Thì cô gái đưa đứa con cho con dạ xoa và con dạ xoa ẵm đứa nhỏ hôn hít, rồi sau đó trả lại cho cô gái, tức là nó đã từ bỏ sự hận thù. Rồi cô gái mới nói thôi bây giờ chị về nhà đi rồi em nuôi. Thì cô gái mới về rồi cho xây một cái miếu và thờ con dạ xoa ở trong đó. Thì khi thờ con dạ xoa đó thì cái mùa nào á mà trồng cái món gì được, thời tiết thuận lợi hay là bất lợi, mưa nhiều mưa ít, thì con dạ xoa báo cho cô gái biết, và cô gái cứ theo như thế mà trồng trọt, cho nên là đời sống của cô gái trở nên khá giả. Rồi từ đó đó, cái người dân á, họ nghe tin và họ tới họ hỏi, và cô gái chỉ đó à, thì tôi có lập miếu thờ con dạ xoa đó. Thì dạ xoa là chị của tôi, cho nên là bây giờ bà con tới thì cứ thờ, rồi thì chị tôi sẽ giúp đỡ cho. Từ đó là chúng ta có cái tục mà thờ miếu. Thì như vậy á, chúng ta nghĩ đến cái kiếp hiện tại này của mình này, bây giờ á, mình thấy có những người á, họ đang có quyền, có thế, họ cao hơn mình, họ mạnh hơn mình, họ lấn át mình. Mình buồn, mình khổ, nhưng mà biết đâu được nha, biết đâu được. Đời trước á, mình cũng là trời thần đất lỡ, chưa chắc mình đã hiền đâu. Hiền là hiền đời này thôi, chứ đời trước chưa chắc à. Thì có khi á, đời trước á, mình mạnh hơn họ, cái mình lấn át họ. Cho nên á, là đời này họ mạnh hơn mình thì họ lấn át mình. Bây giờ á, khi mà sư thấy những người á, họ bắt cá, rồi họ nắm cái con cá đang dãy đành đạch, họ nắm lấy con cá, rồi họ cắt mang con cá, họ cắt đầu con cá, họ môi ruột con cá để họ làm thịt cá. Thì sư nhìn
À, sư thấy bây giờ mình mạnh hơn nó, rồi mình làm thịt nó, rồi tới hồi mà tụi IS á, tụi khủng bố á, à, tới đời sau kiếp khác cái con cá đó nó lại mạnh hơn mình và nó xử lại mình. Biết đâu chừng những tay khủng bố, những tay IS mà nó bắt con tin rồi nó xử lý thì nó là con cá năm xưa, nó xử lại mình. Cho nên á, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình mạnh hơn ai, mạnh hơn bất kỳ con gì là mình có quyền mình lấn át, có quyền mình quyết định đó. Chưa chắc. Tới hồi mai mốt, nó mạnh hơn mình là nó sẽ lấn át mình, ăn hiếp mình. Cái thứ hai là khi ai đó họ mạnh hơn mình, họ ăn hiếp mình, thì hãy nghĩ lại, biết đâu chừng đây là oan oan tương báo, oan gia nhiều đời, thì đời này mình nên bỏ đi, nên hóa giải đi, tức là mình không giận nữa. Hiểu được rồi không giận nữa thì từ từ nó sẽ hóa giải. Cho nên có lần á, hồi sư nói hồi trước khi sư đi tu á, thì có người sư bị người ta lừa người ta lấy tiền, thì sư có suy nghĩ như vậy. Lúc đó chưa đi xuất gia, sư nghĩ như vậy nè: nếu như mà hồi xưa đó, kiếp trước á, mình nợ nó, thì bây giờ nó lấy lại là đương nhiên, giống như là mình trả nợ vậy đó, nó lấy lại là đương nhiên. À, còn nếu như á, mà không phải như vậy, thì đời này nó ăn trộm ăn cắp của mình, thì trước sau gì nó cũng trả lại cho mình. À, mình đâu có mất đâu mà lo. Chính nghiệp là tự đòi nợ giùm mình thôi, chứ mình không cần phải đòi chi, tự nhiên nó đòi cho mình. Thì khi nghĩ như vậy thì nhẹ lòng, mình không phải lo lắng nữa. Thành ra đó, khi chúng ta hiểu về nghiệp và quả của nghiệp thì mình không có trách trời, không có trách đất. Nhưng mà khi sư nói về nghiệp và quả của nghiệp á, thì sư vẫn luôn nhắc quý Phật tử là đừng bao giờ cứ cái gì cũng đổ cho nghiệp. Thì không phải như vậy. Sư lấy ví dụ nghe. Mình vô ý thức cái mình đem rác á, cái mình quăng bỏ qua nhà hàng xóm, hoặc là mình bỏ cái ở nhà hàng xóm, họ tức quá họ qua họ chửi mình, tại nghiệp, nghiệp khỉ với nghiệp, đúng không? Cái lần đợt rồi sư đi đi xuống miền Tây nè, trên xe đường là đường quốc lộ, ô tô được chạy 90 cây số một giờ, thì cái đường quốc lộ nó có cái thì có cái con lương cứng á, xe đang chạy bon bon vậy đó. Có một ông, ổng leo qua con lương, ổng giọt ngang qua đường. Thì anh lái xe, ảnh đạp thắng. Xe như là xe đang chạm, nó thắng dúi người vậy đó. Thì khi đó sư mới nói, cái đó đó, tới hồi mà bị đụng rồi đổ thừa cho nghiệp nghe. Tới hồi bị đụng kêu xui khỉ. Đường xe đang chạy, mình băng qua đường. Rồi tới hồi mình bị đụng mình đổ thừa chắc số gì đó. Nó gọi là cái gì ta? Nó gọi là tại mình ngu nên mình chịu chứ tại số cái gì. Cho nên có những vấn đề ở thế gian là do quyết định của mình vào thời điểm hiện tại, chứ đừng có đổ thừa cho nghiệp, không phải nghiệp. Hay là một anh á, ảnh đi đá gà, sao không biết sao mà tôi cứ chọn con nào, bắt con nào con đó thua. Nhiều khi là tôi biết người ta phím trước, cái này là có độ rồi. Đợt rồi sư nghe một anh ảnh chuyên đá gà đó, ảnh nói
cái kèo này là nó đã định trước rồi, đã định trước rồi. À, tới hồi mà thả ra đó là cái con kia là nó giống như là nó cho ngậm thuốc ấy, nó cho ngậm thuốc, thả ra là tụi nó chửi. Rồi cái kèo này là nó vàng xếp rồi. Thì anh này anh thấy ngon rồi, vàng xếp. Nhưng mà cái con ảnh bắt á, nó nhảy nó đá làm sao mà tự cái cửa nó móc vô cổ nó chết qua, nó chết luôn. À, thì anh nói tại nghiệp. Mà ảnh là chuyên môn đá gà, mà tới hồi mà ảnh bán hết, ảnh bán nhà bán cửa bán hết cho ba con gà. Anh nói là cái này là cái số, anh nói không phải số, cái này quyết định của anh. Ai kêu anh đá gà, anh chơi anh đá gà cho đã, rồi tới hồi anh thua hết tiền tài anh đổ thừa cho số. Số cái gì mà số? Cái số gọi là cái nghiệp á, là như thế này nè. Khi nào á mà anh chí thú làm ăn, anh không cờ bạc, anh không rượu chè, anh không gái gú, anh chí thú làm ăn mà anh làm cái gì nó cũng thất bại, thì đúng là sư đồng ý là anh gọi là cái nghiệp anh nó làm cho anh phải như vậy. Chứ còn anh chơi đá gà, anh chơi anh thua, thí dụ anh thua một trận hai trận anh bỏ đi, không, thua trận này anh gỡ trận sau, rồi anh cứ gỡ, anh gỡ, anh gỡ riết, rồi anh gỡ luôn cái nhà của anh, thì cái đó không phải số, cái đó không phải nghiệp, cái đó là quyết định của anh. À, thì mà sư nói vậy thì cũng không biết là ảnh có nghe hay không, chắc không nghe đâu. Về nói không chừng là cũng ráng anh độ chơi thêm con nữa. Cho nên á, có những việc đó thuộc về cái quyết định của mình, và mình phải chịu trách nhiệm cho quyết định đó, chứ đừng có cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Nghiệp là khi mình đã nỗ lực hết mình rồi mà vẫn không thay đổi được, thì đó mới là nghiệp. Hơn nữa, đời sống của loài người chúng ta chịu chi phối bởi hai thứ: một là nỗ lực hiện tại, và hai là nghiệp của quá khứ. Hai anh này kết hợp với nhau thì mình mới ra cái kết quả hiện tại được, chứ không thể đổ thuần cho một thứ. Tại vì nếu như mình nói là mọi thứ là do tự tôi cố gắng hết, chứ ở đây là không có nghiệp, không có nghiệp và quả của nghiệp là tự tôi cố gắng mà ra, thì để ý coi, có phải là có những người ấy, họ cố một đời mà cứ thất bại hoài, không được cái gì hết trơn, nhưng mà có những người ấy, họ cố gắng và họ thành công. Tại sao vậy? Cái đó là do nghiệp đấy. Khi mình không có phước rồi thì mình nỗ lực thì cái hiệu quả cũng rất là ít. À, còn mình có phước thì mình nỗ lực ít mà kết quả nó rất là nhiều. Rồi nếu như mình nói là toàn bộ là nghiệp an bài hết, tức là số trời đã định rồi là không sao hết, tôi yên tâm, thì chưa chắc cả. Tôi nói nếu như nghe mình nói cái gì cũng do nghiệp, thì cái số tôi giàu thì tôi có ăn chơi, tôi có đá gà, tôi đánh bài nó vẫn giàu. Mà phải vậy không? Hình như không mà. À, gọi là miệng ăn núi lở, anh giàu ha, nhưng mà anh không chí thú làm ăn, anh chơi cờ bạc, rượu chè, gái gú, tiền núi nó cũng lở được chứ đừng có nói. Còn nếu như á, mình nói là cũng do số, do cái nghiệp, vậy chắc cái nghiệp tôi là nghiệp nghèo, sao tôi khỏi làm, tôi làm cũng nghèo làm chi, đúng không? Không phải như vậy. Mà đời sống của chúng ta chịu chi phối bởi hai thứ là nghiệp quá khứ và nỗ lực hiện tại. Nhờ hai anh này kết hợp nó mới ra đời sống của chính mình. Năm nay là cái năm nó khó khăn,
rất nhiều công ty bị giải thể, rất nhiều công nhân bị thất nghiệp. Nhưng mà tại sao mình vẫn có việc làm? Thì đương nhiên một phần là do cố gắng của mình, do nỗ lực của mình, do lựa chọn của mình. Và một phần là nhờ cái phước nó nâng đỡ mình. Chính hai thứ đó nó giúp cho mình thời buổi kinh tế khó khăn này mình vẫn có công ăn việc làm để mình nuôi gia đình. Mới ngày hôm qua thôi thì vẫn còn trong khóa thiền, sư tổ chức khóa thiền ở Thiền viện Nguyên Thủy ở Sài Gòn. Thì có một bạn, bạn hỏi sư là: sư ơi, bây giờ con phải kiếm cái việc làm như thế nào là nó chánh mạng? Thì sư mới nói cái nghề nghiệp mà chánh mạng, tức là nghề nghiệp được Đức Thế Tôn khen, là cái nghề mà mình không vì kiếm sống mà mình phải làm điều ác. Mình không vì kiếm sống mà mình làm tổn hại đến lợi ích của người khác. Mình không vì kiếm sống mà mình vi phạm những giới luật, tức là mình vi phạm pháp luật nè, mình vi phạm những lời dạy của Thế Tôn, thì đó là nghề nghiệp thanh tịnh. Thì một trong những cái nghề mà thanh tịnh được nói đến ở trong kinh là nghề thủ công. Mà xin thưa là đây là một điều sư rất lấy làm hoan hỷ, là hình như cái nghề mà quý vị đang làm ở đây cũng được xếp vào nghề thủ công. Tại sao? Tại cái chuyện mình làm á, nó không có dính dáng, nó không làm hại tới ai hết chứ. Mình không phải làm hại ai, mình vẫn kiếm sống được. Thì đó là một cái điều mừng. Rồi mình làm cái nghề nào á mà mình giữ giới được thì đó là điều tốt. Giữ giới là sao? Là mình không sát sanh nè, không trộm cắp nè, không tà dâm nè, không nói dối nè, không uống rượu nè. Có những nghề mà họ bắt mình phải làm như vậy. Còn cái nghề của mình thì không phải làm như vậy. Thì khi đó mình an lạc, mình hạnh phúc. Khi chúng ta nuôi sống chính mình, nuôi sống gia đình của mình bằng những nghề nghiệp thanh tịnh thì chúng ta đang đem lại lợi ích cho gia đình của mình. Cho nên ngày hôm nay sư đến đây là để truyền tải cho quý vị những thông điệp. Thứ nhất là đời sống ở thế gian chúng ta có rất nhiều những trách nhiệm, rất nhiều những thứ phải lo: cơm, gạo, áo, tiền, hũ mắm, hũ chao, rất nhiều thứ phải lo. Thì đôi khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta chịu những gánh nặng, có nhiều khi chúng ta buồn phiền. Thì hãy tập niệm buông, thở vào, thở ra, buông. Hãy quan sát từ đầu tới đuôi, quan sát cơ mặt của mình, hãy thả lỏng ra. Quan sát vai của mình, thả lỏng ra. Quan sát lưng của mình, thả lỏng ra. Khi mình thả lỏng rồi thì tự nhiên nó nhẹ. Rồi hãy để ý đầu của mình, thả lỏng ra. Thả lỏng rồi thì niệm buông, 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 buông. Thì tự nhiên là mình nhẹ. Rồi khi tiếp xúc ở đời á, ai làm cho mình buồn, ai nặng nhẹ, cứ nhớ câu mặc kệ nô. Tụng câu đó là êm chuyện. Mặc kệ nô, ngó mặt thấy ghét quá, kề chà nô. Xong, cứ như thế là xong chuyện.
Rồi chúng ta suy nghĩ cái này á, thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà là chưa tới lúc báo. Còn những người mà họ mạnh hơn mình, họ lấn át mình thì cứ nhớ, nếu như đời trước mình mạnh hơn họ, mình lấn át họ, bây giờ mình trả thì đương nhiên hồi xưa mình ăn hiếp nó, giờ nó ăn hiếp mình, quề, thôi kệ, cho qua. Còn nếu không thì đời này nó ăn hiếp mình, đời sau tự nó trả, mình không cần phải lo. Mà đương nhiên đời sau không phải mình, nó mình ăn hiếp lại nó nghe, bỏ đi. Từ đó là tự nhiên hóa giải, tha nó đi, kệ nó đi. Chứ cứ ăn hiếp qua ăn hiếp lại thì nó không bao giờ dứt được. Hận thù diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Và điều nữa đó chính là tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình, cho quyết định của mình. Mọi thứ đều chịu tác động bởi hai việc: một là nghiệp quá khứ, hai là nỗ lực hiện tại. Có thể do nghiệp quá khứ cho nên chúng ta phải chịu những thất bại, những khổ đau, nhưng chỉ cần chúng ta có sự nỗ lực thì chúng ta có cơ hội giúp cho đời sống được tốt hơn. Nếu như đời nay nhờ phước quá khứ mà chúng ta an vui, chúng ta ở trên người khác, nhưng nếu như chúng ta không chịu tu tập, không chịu làm các điều phước thiện thì phước rồi cũng sẽ hết. Sư mong mỏi với những thông điệp mà sư đem đến cho quý vị hôm nay, nó sẽ là hành trang để chúng ta mang theo mỗi ngày, và nhờ như vậy đời sống của chúng ta được an lạc, được hạnh phúc hơn. Nếu như mà trong quá trình nghe pháp mà chúng ta có lỡ nghe tiếng chuông điện thoại mà mình thất niệm, mình nghe không được, thì quý vị có thể lên trên kênh YouTube của sư để nghe lại, hoặc là trên các trang truyền thông nội bộ để quý vị nghe lại thời pháp của sư. Và với tất cả những phước thiện mà sư đã làm cũng như của tất cả quý vị đã làm, mong mỏi chia đều cho tất cả quý vị và thân bằng quyến thuộc của quý vị, nhất là cha mẹ, con cái, nội ngoại hai bên, nhiều đời nhiều kiếp, cũng như những vị chư thiên và các hàng phi nhân ngự xung quanh nơi đây, cầu mong hãy thọ hưởng phần phước này một cách tùy ý. Sau khi thọ hưởng rồi, hãy hộ trì cho chúng tôi được sự an lạc, sự tấn hóa, sự bình an lâu dài. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sau đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.